Xin chào tất cả các em, cô tiếp tục hướng dẫn các em bài tập số 29 trong sách giáo khoa, trang 54. Khung giải phương trình hãy tính tổng và tích các nghiệm nếu có của mỗi phương trình sau. Các bạn nhìn thấy bốn phương trình đây rồi đúng không ạ? Vậy thì trong đầu chúng ta suy nghĩ rằng là đầu tiên chúng ta phải khẳng định là nó có nghiệm hay không có nghiệm đã. Rồi sau đó, vì có từ nếu có đây đúng không ạ? Nếu như có nghiệm thì chúng ta mới đi tính tổng và tích của nó theo hệ thức VS. Còn nếu không có, tức là phương trình vô nghiệm thì chúng ta sẽ không tính nữa. Vậy làm thế nào để xác định được là phương trình có nghiệm hay không? Thì chúng ta có hai phương pháp. Một là chúng ta sử dụng tính delta để xét delta lớn không, bằng không hay nhỏ hơn không. Cái thứ hai là chúng ta có thể xét dấu của A và C. Nếu hai hệ số này trái dấu nhau thì tức là phương trình này luôn có hai nghiệm phân biệt. Vậy thì chúng ta vào từng ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ biết xem là lời giải sẽ như thế nào. Bài 29. Lời giải chi tiết. Lời giải chi tiết câu A, các bạn có 4x bình cộng 2x trừ 5 bằng 0. Thì các bạn có A bằng mấy ạ? A bằng 4, B bằng 2 và C bằng trừ 5. Thì các bạn nhận thấy là A nhân C là 4 nhân với trừ 5 nhỏ hơn 0 chưa ạ? Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. Thì các bạn có là vậy, phương trình có hai nghiệm phân biệt thì chúng ta sẽ dùng hệ thức VS để tính tích và tổng của chúng đúng không ạ? Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt đó là gì ạ? Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt chúng ta chỉ cần xét kết luận không giải đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần kết luận là nó có nghiệm vậy. Và theo hệ thức VS ta có là gì ạ? X1 cộng X2 thì bằng gì các bạn nhỉ? Theo hệ thức VS thì X1 cộng X2 bằng trừ B trên A, tức là bằng trừ 2 trên 4 và bằng trừ 1/2 đúng không ạ? X1 nhân X2 thì bằng C trên A, tức là bằng trừ 5/4. Xong chưa ạ? Vậy các câu sau chúng ta làm tương tự đến câu B. Phương trình của ta là 9x bình trừ đi 12x cộng 4 bằng 0. Thì với phương trình này chúng ta có A sẽ bằng mấy ạ? A sẽ bằng 9. Đúng ạ? A bằng 9. Cô sẽ dùng B' đi ạ. B' thì bằng 6. Nhưng các bạn nhớ có dấu trừ, vậy B' chính xác phải là trừ 6 đúng không ạ? C của chúng ta bằng 4. Vậy chúng ta tính delta đi ạ. Các bạn thấy ở đây A nhân C là một số lớn không nên chúng ta không thể làm theo kết luận là giống như câu A được đúng không ạ? Mà chúng ta tính cho cô delta phẩy. Delta phẩy bằng B phẩy bình trừ đi AC, tức là bằng trừ 6 tất cả bình trừ đi 9 nhân với 4. Và bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 36 trừ đi 36 bằng 0. Vậy khi delta phẩy mà bằng 0 thì chúng ta kết luận là gì ạ? Vậy phương trình có nghiệm kép. Đúng ạ. Vậy phương trình có nghiệm kép. Và chúng ta có là theo hệ thức VS ta có điều gì các bạn nhỉ? X1 cộng X2 bằng trừ B trên A, tức là nó sẽ bằng là gì ạ? Bằng 12/9 là bằng bao nhiêu ạ? Ở đây chúng ta có B phẩy bằng trừ 6, còn B ở đây là bằng trừ 12 đúng không ạ? Vậy X1 cộng X2 bằng trừ B trên A, tức là bằng 12/9. Ở đây cô rút gọn thì nó sẽ thành 4/3. Còn X1 nhân X2 thì nó sẽ bằng gì ạ? Bằng C trên A, tức là bằng 4/9. Đúng không ạ? Đến câu C. Câu C thì sao ạ? Câu C cô có phương trình đề bài cho là 5x bình cộng x cộng 2 bằng 0. Thì các bạn có là A ở đây bằng 5 đúng không ạ? B bằng 1 và C bằng 2. Vậy delta của chúng ta lúc này, thay vì cô tính delta phẩy thì ở đây là B của chúng ta đang là 1 nên cô sẽ tính delta. B sẽ bằng 1 bình trừ đi 4 nhân 5 nhân 2. Nhìn thấy ngay kết quả này nhỏ hơn 0 đúng không ạ? Vậy chúng ta kết luận là vậy. Phương trình delta mà nhỏ hơn 0 thì chúng ta có phương trình vô nghiệm đúng không ạ?
Phương trình vô nghiệm. Vậy khi đã vô nghiệm rồi thì chúng ta không tính được x1 cộng x2, x1 nhân x2 nữa. Đúng không các bạn? Đến ý cuối cùng là ý D, đúng không? Ý D của chúng ta là 159x bình trừ 2x trừ 1. Thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có A thì bằng mấy ạ? 159 đúng không ạ? B bằng trừ 2 và C bằng trừ 1. Vậy các bạn thấy A nhân với C, nhận thấy ngay A nhân C, một số dương nhân một số âm thì nó sẽ ra nhọn 0, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta kết luận giống như trường hợp câu A là vậy. Phương trình có hai nghiệm phân biệt. Thực tế đây chính là hai nghiệm phân biệt trái dấu, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta có là A nhân C nhỏ hơn 0. Vậy theo hệ thức VS ta có điều gì các bạn nhỉ? X1 cộng X2 bằng trừ B trên A, tức là bằng 2 phần 159. Còn X1 nhân X2 nó sẽ bằng gì ạ? X1 nhân X2 thì nó sẽ bằng C trên A, tức là bằng trừ 1 phần 159. Vậy là cô và các bạn đã đi giải xong gì ạ? Bài tập số 29 sách giáo khoa trang 54, đúng không ạ? Với các ý ABCD tương tự trình bày ở trên. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài tập sau.